Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem những cái đồ cũ nha. Đây này có máy giặt nè. Máy giặt. Bánh xe. Bình xăng thì cái này lại là bình xăng hết đó. Bình xăng đầu đĩa hồi xưa mình chưa tới có mạng internet đó, mình hay coi đĩa phim này kia, nhạc thiếu nhi nè, phim hoạt hình nè, phim bộ nè, loa nè, mình cũ kỹ hết rồi. Dĩ nướng nè, ống nước cũ nè, xe đạp cũ, xe máy cũ luôn. Đi xe cũ. Mấy đồ cũ là tập trung về đây hết nha. Rồi kia chặt lắm. Cái máy giặt này còn xài được không hả mười? Ủa để ngoài mưa mà nắng sao xài ta? Ủa ơi trời. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cái cây chuối nhà mình đang có buồn các bạn ha. Đang có hoa kìa. Mấy giờ mình còn là còn xài được nha. Bên ngoài sắt không? Chỉ có lắp bằng nhựa thôi. Nó không được nha. Cái tem còn mới cháo luôn, coi nhãn hiệu Omo chứ. Cái chuối này á, thì tùy theo đất nó có, nó kêu là chuối trồng rất là dễ. Cái này hình như bỏ khoảng năm gì đó. Được rồi, trồng được rồi, đừng kiên cái đất rồi nó lên. Một cây chuối chỉ ra được một bông và một buồng thôi nhá. Sau khi quá trình chúng ta thu hoạch buồng chuối rồi, chúng ta sẽ chặt nó đi để cho nó ra cái cây mới. Mầm mới nó sẽ lên thay thế cho mầm đó. Đó. Những cái đồ cũ không xài là đang tập trung vào đây hết. Tủ ốc này kia nè. Nhà kho này các cây chính để đồ dài. Thôi chào tạm biệt các bạn nha.